Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu chiếc máy lọc khí của hãng Dyson. Thực ra gọi là cái quạt không cánh cũng được, nhưng tính chất của nó là cái máy lọc khí sẽ đúng hơn. Máy này có mã là TP09, sử dụng bằng lọc HEPA H13, có tác dụng là khử formaldehyde liên tục. Đây nó có thiết kế giống như quạt không cánh nhưng mà cái phần thổi ra rất là cao. Phần dưới là bầu gió hút gió vào đấy. Và nó có kết nối với cả điện thoại di động để các bạn điều khiển các tính năng từ xa. Cái dòng máy lọc khí hay quạt không cánh này rất nổi tiếng của Dyson, họ có nhiều phiên bản khác nhau. Thì cái phiên bản TP09 này có cả chức năng kết nối với điện thoại. Máy này cũng được trang trí các cái sensor để có thể đo được cái chỉ số không khí trong phòng như là chỉ số PM2.5, PM10 và khá nhiều chỉ số khác. Ngoài ra thì nó có thể là một cái quạt để thổi mát cho chúng ta. Gọi là quạt không cánh đấy. Các cái cảm biến sẽ gửi kết quả đo liên tục về máy điện thoại. Chúng ta có thể xem bất kỳ lúc nào cũng được. Đặc điểm của quạt là tất cả các không khí trước khi được thổi ra đều đi qua cái màng lọc HEPA. Với chất lượng lọc không khí rất là tốt. Loại bỏ được nhiều cái thành phần có hại cho sức khỏe. Đây các bạn thấy hơi gió sẽ thổi ra ở phía trên này. Vừa lọc khí vừa tạo ra hơi mát. Cái này dùng kết hợp với cả phòng điều hòa rất là hiệu quả. Ngoài ra thì cái quạt này có khá nhiều tính năng. Ví dụ như là nó có màn hình LCD hiển thị chất lượng không khí liên tục này. Hay quạt gió thì có 10 chế độ. Còn lại thì nó có cái tính năng là kết nối điện thoại như chúng ta vừa thấy rồi. Cũng có cái điều khiển từ xa nữa. Bộ lọc HEPA thì là bộ lọc H13. Nó sẽ giữ lại 99% các cái hạt bụi kích thước 0,1 micron và khử mùi, rồi lọc không khí rất là hiệu quả. Nếu mà các bạn quan tâm tới cái máy lọc không khí hay gọi là quạt không cánh của Dyson TP09 với màng lọc HEPA H13 này, các bạn thấy có 3 lớp lọc như thế này, thì các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.